Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Người đẹp quốc tịch Y hôm 12 tháng 3 đăng lên mạng xã hội một đoạn video cô ăn bánh mì, nữ diễn viên nhai rất chậm một mẩu bánh mì và theo nhịp đếm của một người dùng mạng, quốc tịch Y nhai đến 32 lần trước khi nuốt một miếng bánh. Hành động nhai chậm này được giải thích là để tránh tăng cân. Tuy nhiên thì nhiều khán giả nói rằng họ chỉ nhai vài ba lần, miếng bánh mì đã trôi tọt xuống bụng, chỉ riêng quốc tịch Y có thể kiên trì nhai đủ 32 lượt mới nuốt. Quốc Tịnh Y từng chia sẻ cô rất chú trọng giữ dáng vóc, cao xấp xỉ 1m60 nhưng Quốc Tịnh Y chỉ nặng có 38,5kg. Và xung quanh những nhận xét rằng cô quá gầy, Quốc Tịnh Y nói rằng cô là con gái tứ xuyên, phụ nữ vùng này vóc dáng mảnh mai, xương nhỏ, chân tay vì thế mảnh khảnh. Quốc Tịnh Y được biết đến với loạt danh xưng là mỹ nữ 4.000 năm có một, nữ thần cổ trang nhờ nhan sắc nổi trội. Cô gái sinh năm 1994 và từng đạt một giải thưởng nhan sắc trong cuộc thi cấp thành phố. Sau đó thì cô ứng tuyển thành công vào nhóm nhạc SNH48. Ngoài ra thì cô đóng nhiều phim như là Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Tiên Sinh Bơi Lội. Cô từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên không xác nhận. Ngoài vai trò ca sĩ diễn viên, cô còn là hot Weibo với 15 triệu lượt theo dõi.